Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một bài gọi là quay lại những cái cảnh mà các bạn giết người, ta hay kêu là highlight hay gì đó nữa đó, low light, low lit gì đây. Rồi những cái lúc mà bạn chết hoặc là nói chung là những cái gì liên quan tới bạn giết người hoặc là bạn chết nó đều lưu lại hết cho bạn hết. Và nói chung nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên mình cũng đi vô vấn đề luôn là đầu tiên chúng ta cần một cái phần mềm của Nvidia, mà cái này là mình chỉ dùng đối với những cái máy xài chip đồ họa, card đồ họa của Nvidia thôi nhé. Còn AMD thì có thể mình dùng một cái source khác, chẳng hạn như là OBS hoặc là những phần mềm khác, mình sẽ hướng dẫn kỹ về sau cho các bạn. Đầu tiên á là các bạn chắc chắn là mình nghĩ là chắc ai cũng có cái driver của Nvidia rồi. Và mình đầu tiên là mình gõ Nvidia driver thôi, rồi mình download về, chọn cái con card của bạn ha. Chẳng hạn như mình xài con Ricoh 10 series 160 này đó. Rồi các bạn search ra, ok, rồi các bạn download nó về thôi. Ok, thì mình đã có đào sẵn về để ở ngoài màn hình rồi đây. Còn cái thứ hai mình muốn nói nữa là để cho các bạn mà chỉnh sửa cái video của các bạn á, thì là các bạn sẽ dùng một phần mềm gọi là Sony Vegas Pro. Đây là phần mềm của mình, đây mình đã làm này nọ hết. Ví dụ như bạn muốn chỉnh sửa highlight hay highlight gì đó, bạn vào đây bạn làm. Các bạn nào biết rồi á thì là thôi, còn bạn nào chưa biết á, thì là mình chỉ cho các bạn. Rồi sau đây là tới phần mà mình setup á. Có nhiều bạn có thể là bạn sẽ custom mà các bạn bỏ qua một vài cái vấn đề mà trong cái card của Nvidia, nó cái phần mềm của Nvidia nó bạn bỏ qua nó thì nó sẽ không có những cái overlay, nó không có những cái gọi là mình dùng phím tắt để mình chỉnh, nó hiện ra các bạn nếu mà mình setting á để chỉnh highlight highlight này nọ đấy. Nhân tiện luôn mình cũng nói là kênh YouTube của mình đang có một cái giveaway cho những cái bạn nào subscribe kênh mình đều được hết. Subscribe xong rồi á, là vào cái group Facebook và mình để dưới cái link description á, là các bạn join group rồi các bạn comment từ 1 tới 1.000, mình sẽ giveaway ra 2 cái code Steam Wallet 10 đô để tặng cho các bạn. Mình sẽ random vào ngày 15 tháng 9, mình sẽ livestream random cho các bạn coi. Thì mình cái đó mình nếu mà mình hoạt động tốt thường xuyên á thì là mình nghĩ là mình sẽ giveaway cho các bạn thường xuyên, nên nếu bạn nào có trúng hoặc là không trúng gì thì cũng đừng có hủy đăng ký hay gì này nọ, bạn cứ để đó đi, mình sẽ có nhiều cái giveaway sau cho các bạn. Và nữa là mình cũng sẽ up rất là nhiều thủ thuật hay là những cái trích cái tích cái tip nhỏ cho các bạn để các bạn chạy bom mượt mà hơn hay là này nọ. Đây, nó đang check in cái hệ thống của mình đó. Thì nói chung thì các bạn đâu về thì các bạn làm thêm mặc định của nó thôi. Này nó đã hỏi là bạn chọn luôn cái Nvidia Graphics Driver and cái Ricoh Experience này. Cái này á là đây nó sẽ có những cái đó, chẳng hạn như mình muốn cài highlight này nọ lên ở trong đây, các bạn phải cài luôn các phần này. Ok, rồi các bạn agree rồi đó. Các bạn này theo tùy chỉnh đi, nó khuyến khích là làm cái này, rồi các bạn cứ nét 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 gì đây. Ok, mình thì mình đã cài rồi nên mình không cần phải cài tiếp nữa. Ok rồi, tới đây khi mà các bạn đã cài xong phần mềm á, rồi các bạn mở lên, rồi các bạn gõ chữ Nvidia gì đó, hoặc là chữ NV thôi là nó đã hiện ra cái record experience này cho các bạn rồi. Ok, các bạn mở nó lên. Đây. Cái này thì nó cũng có nhiều cái hay ho. Hệ như nó thống kê được game của các bạn nè. Rồi nó có thể optimize cho nó, nói mà nó optimize là nó tối ưu cho cái máy của bạn chạy theo nó,
tinh chỉnh vừa card vừa chip của bạn nó chạy theo cái nào mà nó hợp lý nhất của các bạn. Thông số cấu hình rồi của máy rồi nó cũng nằm hết trong đây. Máy mình thì cũng có bóp thôi, chả có gì cả. Đây, nhưng mà các bạn nên để ý hôm nay nè. Hôm nay là phím à. Cái in-game overlay là các bạn phải bật cái này lên. Đầu tiên á, ví dụ như màn hình home thôi, các bạn nhấp vào tên của các bạn, cái account của các bạn nè. Rồi các bạn vào account, rồi các bạn vào general, rồi các bạn chọn in-game overlay, các bạn bật lên. Ok, các bạn bật cái này lên. Trong đây thì nó có nhiều cái cho các bạn chỉnh này đó. Chẳng hạn như mình đặt phím tắt nó, cái tắt mặc định của nó là Atlas Z. Ok, thì mình Atlas Z nó sẽ ra. Đây, cái này là quay replay nè, là cái highlight đấy. Rồi còn cái này là bạn quay lại màn hình của bạn nè, còn cái này là bạn phát trực tiếp. Ok, thì để nói thêm về hôm nay thì trong đây đây, vào phần setting cái răng cưa này á, thì nó sẽ có những nhiều cái cho các bạn nè. Đầu tiên là cái vấn đề mà đây, các bạn có thể connect với cái tài khoản như là Facebook, Google, rồi YouTube, rồi Twitch, rồi này nọ, tùm lum tà la hết. Rồi ok, nếu bạn muốn like trên Facebook thì bạn connect vào trong của Facebook, rồi các bạn vào thôi. Rồi còn các bạn muốn vào YouTube thì các bạn vào đây, rồi các bạn đăng nhập thôi, khỏi cần rắc rối giống như là OBS. Nếu mà làm OBS thì nó sẽ phức tạp hơn một tí, nhưng mà đối với những bạn thích stream chuyên sâu hơn á thì mình thấy tốt hơn là vẫn xài OBS. Thì còn cái này thì mình nghĩ nó cũng không có đầy đủ chức năng đâu. Ok, rồi tới cái HUD này á, là camera. Ok, thì ví dụ như là nếu mà để cho bạn biết á, là bạn đang livestream hay là gì này nọ, là nó sẽ có cái camera đồ nó ở đây. Mình thì mình không cần thiết lắm, mình tắt đi. Còn cái FPS nọ này nọ các bạn thích thì các bạn chỉnh. Còn không, theo mình á, thì mình đã chỉnh ở trong cái nó hiện FPS lúc mà mình đang chơi game bao nhiêu á, nên mình biết có mượt hay không mượt á. Cái đó thì mình đã chỉnh ở trong cái setting của mình rồi. Chút nữa mình sẽ chỉ cho các bạn đó luôn. Rồi còn những cái này á, thì đó các bạn, nhưng mà các bạn đó muốn quay highlight thì các bạn nên chú ý vào cái này. Đây là highlight. Đó. Đầu tiên á là các bạn chọn cái tệp lưu giữ của các bạn nó ở đâu. Cái này á là nó sẽ những cái file tạm á nó sẽ lưu vào. Các bạn chọn cái ổ nào mình còn trống nhiều á. Nhưng mà đầu tiên là các bạn nên ở ngoài, các bạn nên đây, các bạn ở ngoài á. Các bạn nên tạo một cái ổ nào đó, ổ nào còn trống nhiều á. Các bạn tạo một cái folder riêng hay là gì này nọ ở trong đó. Chẳng hạn như mình vào đây mình tạo một cái folder gọi là highlight đi ha, tệp highlight. Ok rồi, các bạn highlight, rồi các bạn chọn vào răng cưa, rồi các bạn chọn vào highlight, rồi các bạn lưu nó về đây, desktop và rồi tệp highlight. Ok, rồi các bạn đợi. Yes. Ok, nó sẽ lưu những cái file tệp đó, nó không chạy vào ổ, nó không chạy liên tục vào ổ C của các bạn. Mà nên nhớ nha, nếu mà để ổ C của bạn nào mà nó có thể là ít á, không còn nhiều dung lượng á, thì các bạn nên để ổ nào nhiều dung lượng. Tại vì đây là những cái tệp mà nó sẽ quay liên tiếp trong lúc bạn chơi. Và lúc mà bạn chết hoặc là bạn giết người này nọ là nó sẽ lưu lại. Ok. Nếu mà bạn để mặc định á thì nó sẽ có thể là tràn cái OC của bạn trong lúc bạn đang chơi game. Ok. Rồi. Nói chung là bạn chú ý hai phần đó. Rồi còn thì cái phần like này nọ rồi thì đó, như là Facebook thì các bạn vào đây các bạn chỉnh độ phân giải của bạn cao hay này nọ. Facebook thì nó cho 720 30 FPS thôi. Còn bên YouTube thì nó cao hơn. Full HD này nọ. Xong. Rồi. Còn mấy phần này thì là các bạn cũng chưa cần thiết để biết đâu. Ok. Xong rồi. Tới mức này á là các bạn, đầu tiên là các bạn turn on này lên nha. Rồi các bạn sẽ setting trong đây. Rồi turn on trước đi. Turn on các bạn setting trước nào. Ok, thì ở đây thì muốn nói á, đây là cái nó muốn nói là về độ dài của cái replay của các bạn, nó sẽ save lại. Nếu mà các bạn để độ dài khoảng chừng 2-3 phút trong lúc mà mình di chuyển tới lúc mình giết người tới lúc hết thì nó khoảng tầm 2 phút thì nó sẽ nhẹ hơn. Rồi các bạn, nếu mà các bạn để 5 phút thì nó sẽ nặng hơn. Ok, thì tùy bạn thôi. Nếu mà ổ cứng bạn còn nhiều thì bạn để nhiều, còn các bạn ít thì các bạn để vừa thôi. Chẳng hạn như là 2 phút hoặc là 3 phút là cũng ok rồi. Ok
Rồi tới cái phần chất lượng á, thì các bạn có 3 phần để cho các bạn chọn nè. Đây là chất lượng này, nó có nhiều loại lắm. Nếu mà các bạn để bình thường là cao á, thì là nó sẽ để cái độ phân giải của nó là in game, rồi cái frame rate của nó là 60 fps hoặc là gì này nọ. Đây, ok, 60 fps này. Thường thì mình để này để có chất lượng tốt nhất. Còn nếu mà các bạn xài mấy máy mà xịn quá hay này nọ đồ thì nó sẽ có nhiều cái hơn lên. Đó, chẳng hạn như là 4K này. Rồi cái này là Quad HD này. Rồi Full HD. Bình thường. Đây là custom, là cái bài tùy chọn của bạn nha. Thấy khuyến khích là các bạn nên để 2 đi. Rồi còn cái bitrate này là rất là quan trọng. Nếu các bạn để thấp á, thì nó sẽ mờ. Nhưng mà nếu bạn để cao á, thì dung lượng ở trên đây nó sẽ càng phình ra nữa ha. Các bạn thấy không? Đó, để cao lên nó sẽ như vậy. Thì mình thấy là nếu mà để tốt thì càng cao thì càng tốt thôi. Còn nếu mà không cao không tốt lắm thì không, các bạn không muốn lưu một cái file nó nặng quá, thì các bạn để khoảng chừng 50 tới 60 là mình thấy ok rồi. Rồi các bạn save lại. Rồi thì nói chung thì cái đó thì chừng đó thôi. Rồi. Đây là mic nha. Mic này các bạn, trong đây nó có chế độ là boost to talk hoặc là nhắn để nói nè. Nếu mà bạn like và muốn để tắt liên tục thì bạn để on quay đi. On quay. Đó. Đây là các bạn vào phần setting của này á. Thì đây, volume thì các bạn để cao hay là thấp. Volume của hệ thống. Rồi các bạn chọn cái đầu đầu vào. Đầu vào mà ghi âm thanh á. Các bạn chọn microphone hoặc là đó, thì nó có bạn có bao nhiêu thiết bị mà thu âm thì nó sẽ luôn trong đây. Các bạn chọn cái nào mà nghe ok nhất. Còn chọn create a single track. Xong, ok. Xong phần này rồi mình sẽ nói tiếp với các bạn. Các rồi bây giờ thì các bạn vào trong game nhé. Bạn vào game. Ok. Thì trong thời gian chờ đợi thì mình muốn nói thêm các bạn là các bạn cứ vui lòng comment hoặc là like cái clip của mình, rồi được các bạn subscribe và các bạn bấm cái chuông để khi nào mà mình có clip mới, clip hướng dẫn hay là cái mục tiêu của mình làm ra cái kênh này á, là mình mong muốn các bạn á, có nhiều cái highlight hay phải không, rồi có nhiều cái pha hài hước hay là gì này nọ, rồi các bạn gửi vào trong group mình đó, rồi các bạn inbox cho mình. Mình sẽ tổng hợp lại tất cả các bạn, mình sẽ làm thành một cái clip nhỏ để cho up lên, cho chia sẻ với lại cộng đồng PUBG Việt Nam hoặc là thế giới luôn cũng được. Tại vì cũng cộng đồng của mình cũng rất thích coi mà. Nhưng mà cái kênh riêng để cho người Việt thì mình thấy nó chưa có. Với lại đa phần là các bạn lấy của Sprout, Chocotico, rồi Lân, rồi tin chat rồi này nọ thì của thế giới thì người ta làm nhiều rồi. Mình muốn làm một cái gì đó của Việt Nam, đa phần là của Việt Nam, mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn. Ok, tới đây rồi các bạn vào cài đặt. Đây. Đây các bạn chú ý nha. Đây cái thường thường ở đây là language, rồi ở đây là video đấy, video capture gì đó. Rồi các bạn chọn cái này nè, cái highlight nè, các bạn bình thường là tắt không, các bạn chọn là Nvidia highlight. Ok, và các bạn áp dụng. Rồi bên đây thì nó sẽ có những cái này, nếu mà bạn muốn edit đồ nhiều hơn á thì các bạn để mấy cái này, nhưng mà để lên á thì nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất của game một tí đó, các bạn chọn nha. Các bạn nếu mà các bạn muốn làm clip đồ này nọ thì các bạn nên chọn save replay nè, bạn lưu lại những cái video, những cái trận mà các bạn bán hay để bạn edit đồ cho nó hoàn thiện hơn. Ok, nó sẽ đơn giản là như vậy thôi. Rồi thì nói chung là vào trong game rồi thì các bạn cứ cứ chỉnh cái Nvidia highlight lên là được rồi. À, trong khi đó thì các bạn atlas z lên, các bạn nhớ chọn cái này là turn on. Trong in game thì thấy không, instant replay is now on đó. Rồi thì bỏ cái phần game đi đó, rồi các bạn đó on này lên, nhưng các bạn setting được ok hết là xong rồi. Nói chung đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo á, cái mình muốn nói nữa là về bên phần mềm mà để edit video. Chẳng hạn như các bạn xoay ngoài tí nha. Đủ ra đà nạt nha.
mình muốn nói với các bạn tiếp là khi mà các bạn đã có nhiều cái clip rồi á, thì các bạn sẽ phải, không phải lúc nào nó cũng quay một phát là tới trúng ngay cái chỗ mà các bạn giết chết người không. Chẳng hạn như mình, ví dụ mình mở một cái cho các bạn coi về cái clip của mình, không nhớ là mình đem đâu. Đây, highlight ha. Ví dụ như ba mấy cái pha này. Đó, các bạn thường thường á, mình cũng quên nói với các bạn là mình xin phép nha, mình quên, mình bây giờ mình nói nè. Cái đây. Còn đây, mang chọn đơn giản ra đây. Rồi không, thường thường á các bạn là nó sẽ lưu vào ở trong đó. Mà khi á, mà các bạn để ý nè, mình up nè, highlight maximum đĩa là nó, khi ví dụ như bạn để tối đa á, nó chỉ lưu tới 10GB thôi, hoặc là 5GB, hoặc là bao nhiêu GB đó tùy bạn chọn, cái mẫu cứng bạn còn nhiều. Khi mà hết này á, nó bắt đầu nó sẽ xóa những cái highlight trước đây và nó sẽ đè lên những cái highlight mới, lúc đó nó sẽ mất đi. Bởi vậy khi mà các bạn thấy một cái highlight nào của bạn hay á, thì các bạn phải vào ở trong cái ổ mà các bạn đã lưu highlight á. Các bạn hẹn trong đây không, bạn lưu highlight này nọ rồi các bạn phải cắt nó ra, thường nó chui sâu vậy đó. Các bạn cắt nó ra ha, Ctrl X nè. Đó, các bạn bỏ ra ngoài. Đó, thì các bạn đổi tên lại để cho các bạn nhớ, mốt các bạn làm clip nó vui vẻ hơn. Nó làm clip cho nó dễ dàng hơn. Rồi. Rồi ok, chẳng hạn như mấy cái pha mà bắn đó mình lưu lại cho mình dễ nhớ hơn. Thường thường đó mình để cái replay của mình là 1-2 phút thôi, nhưng mà nó sẽ dài như vậy á. Là nó thường thường nó sẽ tới cái khúc này là nó mới bắt đầu nó bắn. Là đa phần những cái clip mình là mình đều thấy nó tới những cái lúc nó mới bắn. Ok, ghê quá, lâu lâu được vài ba phát ăn rồi thôi, nhưng mà là đó, mình nói với các bạn là thường thường nó sẽ tới cái khúc này. Là bởi vậy các bạn phải cần một cái phần mềm mà để các bạn cắt gọt nó, để cho chẳng hạn mình muốn làm cái clip á thì nó phải ngắn thôi, bắt đầu mình gom lại. Còn và để mà edit clip đồ này nọ, hiệu ứng đồ nhiều thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào những cái bài sau. Đơn giản đầu tiên thì mình muốn nói những cái cơ bản trước á, là về bên đây, về bên cắt những cái clip ra, xài cái phần mềm của mình nó sẽ đơn giản hơn. Cái hàng như tại cái file nào đây, file rồi không đây, bỏ cái này đi trước này, bỏ luôn cho các bạn. Mới là mới đầu các bạn mở lên là nó sẽ như vậy. Rồi các bạn file bạn ấn tên, rồi các bạn chọn một file nào đó. Ok, rồi các bạn chọn giác, kéo về đầu này. Thường thường thì khúc đầu thì nó sẽ chọn tiếng. Lúc đầu thì nó sẽ không phải tới ngay cái lúc mà bạn giết người đâu. Các bạn mình quay chứ mấy cái cảnh này đâu có ai thèm coi làm gì đâu. Rồi đó, chẳng hạn như đó, pha này chắc có lẽ là giết bắn trúng nè. Ok. Nhiều như tới đây ha, các bạn để ý nè. Đó, các bạn lùi mấy cái frame lại, lùi lại khúc, đó, các bạn chọn, đó, giờ cái nòng lên ha. Rồi, bắn, đấy. Rồi, đấy, các bạn chọn cái vị trí mà mình bắt đầu cắt. Lại giới hạn như mình sẽ kéo cái thanh này nó tới đây để bắt đầu cắt, ok. Lúc này, các bạn để ý nha. Lúc này thì là, lùi lại đây. Các bạn sẽ chọn ở dưới đây nè. Ở dưới đây nó có cái phần này là cái phần Dream Star. Đó, thì các bạn nếu mà các bạn không, nó trắng ở bên đây mà nó mờ ở phần, nó trắng bên tay phải mà nó mờ phần bên tay trái, thì các bạn chọn vào đây nó sẽ mất cái phần đầu. Ok, rồi tiếp theo là đó, cái hàng như này bạn này giờ lên bán nó thôi. Ok, rồi tới đây mình thấy ok rồi thì mình cắt nó ra. Rồi đó, mình chọn cái phần đầu và ngắt phần cuối. Ok,
À, thế thôi, thì là giờ nó sẽ thành một cái clip như vậy ngắn thôi, chứ mà để hết clip dài thì ai mà chịu nổi, ai mà thèm xem. Rồi đó, các bạn kéo về khúc đầu nhé. Ở trên đây thì nếu mà các bạn muốn ra clip đó, thì các bạn kéo hai cái màu vàng này, các bạn để ý hai cái màu vàng này nó sẽ như thế này. Rồi các bạn sẽ tới lúc này thì các bạn sẽ render nó ra, các bạn lưu nó thành một cái file nhỏ để các bạn dễ mai mốt các bạn gom lại thôi. Nhiều đứa khi mà các bạn lưu được nhiều những cái này thì các bạn gom lại, các bạn làm thành một cái clip của các bạn. Đây mình file render as này nè, các bạn để ý nha, thì các bạn sẽ chọn cái magis IBC AAC 14 như này đó. Rồi đâu, trong đây các bạn nhớ chọn cái này nha, dòng này. Rồi đây tới phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nếu mà các bạn muốn xuất ra một cái file MP4 mà Full HD mà khoảng 60fps á, thì thường thường là cái đó là chuẩn á, thì đó các bạn nên chọn. Và nếu mà các bạn chọn ở trên không á, thì nó sẽ render khá là lâu. Còn nếu mà các bạn chọn cái NVIDIA NVENC á, thì là các bạn sẽ render nhanh hơn nếu mà con card đồ họa của các bạn đủ mạnh. Chứ hàng như mình thì cũng bình thường thôi, mình render thấy nó nhanh hơn cái ở trên rất là nhiều. Các bạn để ý chọn nha. Rồi nếu mà bạn nào mà giống như thường thường á, các bạn muốn á, các bạn nào xài mà màn hình độ phân giải 21:9 á, thì nó có cái custom này. Đây là nó tùy chỉnh thêm nhiều cái. Đó. Thường thường là cái resolution của nó sẽ là như vậy là mặc định. Còn nếu mà muốn để custom thì các bạn custom thôi. Và các bạn chỉnh ở dưới đây là 2560. Mình thì mình để cho các bạn dễ biết thì mình chỉnh cái màn hình của mình lại thành 16:9 thôi. Chứ thực chất nó là 21:9. Ok, rồi còn để mặc định thì HD đây. Đó, thì để như vậy thôi. Còn nếu mà bạn muốn custom thì nó có custom cho mấy nè. Ok rồi. Xong rồi các bạn chọn chọn một cái đường dẫn để cho nó ra ngoài. Đó, chẳng hạn như mình lưu ngoài desktop, muốn ổ nào cũng được. Rồi các bạn tạo một cái folder gì đó. Ok. Rồi các bạn đặt tên cho nó là may đó không, các bạn sao lại đó. Ok, rồi các bạn sẽ render nó ra. Nếu mà các bạn làm một clip khoảng chừng 5-6 phút thì so ra nếu mà các bạn tổng hợp hết lại cũng khá là lâu đấy, render cũng khá là lâu, với lại nỗi thời gian mà các bạn tổng hợp ra được một cái clip như vậy thì nó cũng rất mệt nè. Ok, đây ha, render nó tạo ra và cái file nó render nó sẽ ra đây. Ok, chỉ đơn giản như vậy thôi. Xong thì cái mình muốn nói với các bạn thì chỉ tới chừng đó thôi. Còn nếu mà các bạn muốn hiểu rõ hơn và để làm tốt về bên cái Vegas mà chỉnh sửa đồ này nọ thì mình sẽ làm một cái video chi tiết về bên phần đó cho các bạn. Chứ bây giờ mà nói mà trong một clip mà mình chỉ hết cho tất cả các bạn biết về hết tất cả thủ thuật về làm cho các bạn thì nói chung là nó cũng khó. Tất nhiều nhiều bạn tìm hiểu thì các bạn tìm hiểu ok rồi, nếu các bạn tự tìm hiểu được tốt. Còn nếu mà các bạn thích thì các bạn subscribe kênh mình, rồi mai mốt mình sẽ làm những cái bài hướng dẫn chi tiết hơn trong các cái video sau của mình. Hay là cái mình làm lâu lắm rồi, cái này mình làm chắc hồi mình mới chơi game á, mấy hồi đó mấy cái file này ăn rùi thôi chứ chả có gì hết. Đó thì đó các bạn lưu lại ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển cảnh như thế nào, rồi zoom như thế nào, rồi tạo hiệu ứng, rồi chèn nhạc đồ hợp lý như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào những cái clip sau. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và vui lòng subscribe kênh của mình. Nếu các bạn thấy clip hay, like share với bạn bè. Và cái mình muốn nói cuối cùng là kênh của mình thì đang có cái giveaway tặng cho các bạn hai cái code SteamWallet. Mỗi code 10 đô. Các bạn vui lòng đăng ký kênh của mình, xong rồi các bạn vào group, các bạn post từ 1 tới 1 ngàn và cái tên YouTube của các bạn vào cái bài post mà mình đã công bố trên đầu tiên á.
thì cái link YouTube với lại cái link group Facebook thì mình để ở dưới cái description. Nếu mà các bạn thấy thích thì các bạn subscribe rồi các bạn vào trong đó rồi mai mốt mai mốt nếu mà bạn nào mà edit tốt á thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ có bạn làm chung, hoặc là anh em nào muốn nổi tiếng thì cứ lưu lại như vậy đó, rồi rồi thì gửi cho mình, rồi mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ làm một cái video cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn nhé.